Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khuét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng, chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôn trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Ngày hôm nay, thỉnh thoảng tại chốn đông người có những tấm bảng nhắc nhở chúng ta cần đề phòng như: hãy cẩn thận, hãy chú ý. Đây là những lời nhắc nhở giúp mọi người biết lưu ý, gìn giữ tài sản của mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ biết chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa đến. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Lời Chúa nói với các môn đệ hôm xưa cũng chính là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta hôm nay. Vì vậy, mỗi người hãy chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng, thích hợp để không bị bất ngờ khi Chúa đến, bằng cách thay đổi não trạng, thay đổi thái độ và lối cư xử của mình. Như thế, chúng ta mới lãnh nhận được phần thưởng nước trời. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy biết than khóc vì chúng ta còn quá nặng tính xác thịt và thế tục, còn dung túng và chạy theo đam mê trần gian. Hãy xổ hết những nọc độc của tội lỗi để tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Lạy Chúa, Chúa là nguồn sống và là sự sống mới của chúng con. Xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Ngài hướng dẫn và đổi mới mọi giác quan của chúng con cho Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn luôn sẵn sàng và nhận ra sự sống bền vững là chính nước trời. Amen. Xin cho con biết cung kính mỗi khi bước vào nhà thờ.